Hello, chào bà con mình nha. Chiều nay đang gửi em xe Kia Morning. Đây là bản đủ. Giữa bản đủ và bản thiếu nó sẽ hơn cái gì? Đây là bản đủ bản XI. XI nó sẽ được trang bị là hai bô anh chị nha. Đây hai bô đèn LED Audi luôn nè. Đi qua auto và có túi khí. Đó, chạy ngon hơn, vẫn là động cơ 1.25 bốn máy. Chạy sướng hơn, nó có gạt mưa, ba ga đuôi gió, rồi nó có hình con cá heo gì ở phía trên đó nè. Nhìn rất là đẹp. Và cặp đèn bi LED nha anh chị nha. Mời anh chị đi theo một. Thì cái mẫu này em để cho anh chị mình chỉ 217 triệu nha. Xe nguyên bản gia đình, không đâm va, không cấn đụng, không ngập nước. Nguyên cặp đèn bi phía dưới này đẹp không anh chị? Đèn bi chỉ LED đó, mâm phay luôn. Đó, 217 triệu bao dùng. Xe gia đình tích hợp xi nhan gương, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Có cho nợ, có bán thiếu, có trao đổi, giao lưu xe. Anh em cứ qua lựa, lái thử, chạy thử với em nha. Và kế đây thì có một xe này là 2019, xe Morning XI 2017 ha. Em để anh em mình 217 triệu, đời 2017 luôn. Vô lăng tích hợp luôn. Và đây là bản thiếu. Đó, cái nào ngay nó phải chuẩn. Đây là bản thiếu, nhưng được một cái là xe này là đời cao hơn, 2019. Và xe này đi ít cây số hơn, chạy chỉ mới có 34.000 thôi. Đó, mâm là mâm sắt, nhưng mà được cái là mâm sắt riêng theo xe, 4 mâm 4 vợ mới, xe riêng nguyên con, sơn riêng nguyên con. Chạy 34.000, không cấn đụng, đâm va, ngập nước. Hai xe đều xe gia đình hết. Thì xe này đang để cho anh em mình là 238 triệu. Anh em nào đam mê màu trắng, đam mê xe lướt thì xe đây. Còn anh em nào mà không đam mê xe lướt mà đam mê xe đời cao mà bán đủ mà giá hợp lý thì đây là sự lựa chọn hợp lý. Còn anh em nào mà đam mê xe lướt thì đây là lựa chọn hợp lý ha. Đó, 238 triệu bao dùng. Riêng những dòng xe cao cấp bên em còn rất nhiều. Anh em qua lựa, lấy thử, chạy thử nha. Bao gồm Morning đời hấp, Morning đời cao nè, Spark đời hấp đời cao nè. Rồi i10 sedan, i10 con cốc. Ngoài ra còn nhiều xe sedan khác và xe con cốc khác nữa. Anh chị em vui lòng alo cho nhân viên bên em qua số 0866 678 971 và 0834 333 371 để được tư vấn nha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh nha. Em cảm ơn nhiều.